Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng xem bên trong nội thất của chiếc Panamera 2024 chuẩn bị ra mắt của Porsche. Trong không gian nội thất mới của Porsche Panamera. Khái niệm điều khiển Porsche Driver Experience được đưa ra với sự đổi mới và tích cực. Trải nghiệm lái xe của Porsche đặt người lái ở trung tâm và tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa yếu tố analog và số hóa. Xe thể thao trong phân khúc sedan hạng sang này nổi bật với không gian nội thất chất lượng cao và đậm chất thể thao. Trong thế hệ mẫu xe mới sẽ được công bố chính thức vào ngày 24 tháng 11 năm 2023. Panamera của Porsche sẽ tích hợp khái niệm điều khiển Porsche Driver Experience được giới thiệu lần đầu trên mẫu Taycan. Điều này mang lại một màn hình hiển thị hoàn toàn số, nhiều tùy chọn tùy chỉnh và việc vận hành trực quan. Một điểm đặc biệt của khái niệm này là việc nhóm các yếu tố điều khiển quan trọng cho việc lái xe gần bánh lái. Nhờ đó, tất cả các chức năng cơ bản đều dễ dàng và nhanh chóng cho người lái truy cập. Đơn giản hóa quá trình vận hành Panamera mới trong mọi tình huống, đặc biệt là khi lái xe linh hoạt. Nội thất của Porsche Panamera 2024 có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm, bao gồm: thiết kế tổng thể, nội thất của Panamera 2024 được thiết kế lại với phong cách hiện đại và sang trọng hơn. Các đường nét được bo tròn hơn, các chi tiết được tối giản hơn và sử dụng nhiều vật liệu cao cấp hơn. Bảng điều khiển trung tâm của Panamera 2024 được thiết kế lại hoàn toàn. Màn hình cảm ứng thông tin giải trí được đặt nổi lên, thay thế cho màn hình tích hợp trong bảng điều khiển. Màn hình này có kích thước 12,3 inch, lớn hơn so với màn hình 10,9 inch của bản tiền nhiệm. Vô lăng của Panamera 2024 cũng được thiết kế lại với phong cách hiện đại hơn. Vô lăng có kích thước nhỏ hơn và vắt cạnh, tạo cảm giác thể thao hơn. Hàng ghế trước của Panamera 2024 được thiết kế lại với nhiều tính năng tiện nghi hơn. Các ghế được bọc da cao cấp, có thể chỉnh điện nhiều hướng và tích hợp hệ thống sưởi, thông gió và massage. Hàng ghế sau của Panamera 2024 cũng được thiết kế lại với nhiều tính năng tiện nghi hơn. Các ghế có thể trượt và ngả nhiều hướng và có thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Ngoài ra, Porsche Panamera 2024 cũng có thêm một số tính năng mới cho nội thất, bao gồm: hệ thống thông tin giải trí Porsche Communication Management, PCM, thế hệ thứ 7. PCM thế hệ thứ 7 được trang bị màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh Burmester High-End Surround Sound System. Hệ thống âm thanh này có 21 loa, công suất 1455 W, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực. Hệ thống đèn nội thất này có thể tùy chỉnh màu sắc và độ sáng, tạo ra bầu không khí sang trọng và ấm cúng cho khoang cabin. Nhìn chung, nội thất của Porsche Panamera 2024 được thiết kế lại hoàn toàn, mang đến phong cách hiện đại và sang trọng hơn. Các tính năng tiện nghi và công nghệ cũng được nâng cấp đáng kể, mang đến trải nghiệm lái thoải mái và thú vị hơn cho người dùng.